khẩn trương tái lập mặt bằng các gói thầu di dời hạ tầng tuyến metro số 2. Ông Phan Công Bằng, trưởng ban quản lý dự án đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã chỉ đạo ban quản lý dự án metro số 2 kiểm tra chấn chỉnh tình trạng nhà thầu di dời hạ tầng kỹ thuật tuyến metro số 2 thi công ì ạch. Đồng thời, trưởng ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra thực tế, đôn đốc nhà thầu trong sáng cùng ngày. Từ đầu tháng 10 đến nay, báo giao thông liên tục nhận được phản ánh của nhiều người dân, chủ cơ sở kinh doanh trên đường Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình về tình trạng nhà thầu thi công chậm tái lập các phui đào. Nhiều thời điểm trong tuần, các tổ đội thi công của nhà thầu công ty giao thông Công Chánh còn ngưng thi công. Ghi nhận của phóng viên báo giao thông, tại vị trí di rời ống cấp nước khu vực giao lộ Trường Chinh, Trương Công Định, nhà thầu quây rào bít kín. Bên trong phui đào đã được đóng cừ giằng vách nhưng suốt 3 tuần qua chưa tái lập hoàn trả mặt bằng. Vào giờ cao điểm buổi sáng, nhiều phương tiện trên đường Trường Chinh chật vật rẽ sang đường Trương Công Định mới có thể vào đổ xăng. Ở khu vực đối diện, nhà thầu thi công tập kết đường ống, xe máy thiết bị dọc trên đoạn đường khoảng 800m ngay trước cửa nhà dân và các cửa hàng kinh doanh. Bà Thanh, 62 tuổi, người dân trong khu vực cho biết rất chia sẻ và thông cảm với đơn vị thi công do biết đây là dự án trọng điểm của thành phố. Tuy nhiên, tiến độ thi công rất chậm, nhiều ngày không thấy làm việc là điều không thể chấp nhận, bà Thanh bức xúc. Trả lời phóng viên báo giao thông, ông Vũ Văn Vịnh, giám đốc ban quản lý dự án 2 thuộc ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nắm được tình trạng nêu trên. Theo ông Vịnh, ban quản lý dự án 2 đã yêu cầu nhà thầu thi công thay thế tổ đội không đảm bảo tiến độ tại các gói thầu di rời hạ tầng kỹ thuật. Bên cạnh đó, nhà thầu phải khắc phục tình trạng thiếu cát san lấp, khẩn trương hoàn trả toàn bộ mặt bằng các phui đào trên đường Trường Chinh trong tháng 11, ông Vịnh nói. Phản hồi phóng viên báo giao thông, đại diện nhà thầu thi công cho biết cam kết chấn chỉnh các tổ đội thi công trên công trường để đẩy nhanh tiến độ. Riêng vị trí rào chắn tại khu vực giao lộ Trường Chinh, Trương Công Định sẽ khẩn trương tháo dỡ trong khoảng 5 đến 7 ngày, vì đại diện xác nhận. Trước đó vào tháng 7 năm 2024, khu vực xảy ra tình trạng thi công chậm trễ nói trên cũng đã bị thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, lập biên bản xử phạt ngay sau khi báo giao thông phản ánh. Theo đó, nhà thầu thi công đã không đảm bảo an toàn, tập kết vật tư và thiết bị tràn lan lấn chiếm khu vực công cộng. Dự án metro số 2 biến thành Tham Lương dài hơn 11 km, có tổng mức đầu tư gần 47.900 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay ODA từ Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Ngân hàng Tái thiết Đức KfW, Ngân hàng Đầu tư Châu Âu EIB và vốn đối ứng từ ngân sách. Dự án đi qua địa bàn của 6 quận thành phố Hồ Chí Minh gồm 1, 3, 10, 12, Tân Bình, Tân Phú. Cân đối vốn sớm hoàn thiện nút giao lớn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi về việc hoàn thiện hạng mục nút giao thuộc dự án đường bộ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Phản ánh đến Bộ Giao thông Vận tải, cử tri cho biết đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã được đưa vào khai thác nhiều năm qua, song nút giao thông giữa tuyến cao tốc này với tuyến đường Trì Bình - Dung Quất tại huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi chưa được đầu tư kết nối, thúc đẩy khu kinh tế Dung Quất phát triển. Theo Bộ Giao thông Vận tải, dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã được Bộ phê duyệt đầu tư tại quyết định số 2656 ngày 10 tháng 9 năm 2010, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới VKB, vốn vay của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản GICA và vốn đối ứng của Việt Nam. Dự án có chiều dài 131,5 km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h. Đã thông xe, đưa vào khai thác từ tháng 8 năm 2017 đối với đoạn sử dụng vốn vay GICA và tháng 9 năm 2018 đối với đoạn sử dụng vốn vay VKB. Nút giao giữa đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với tuyến đường Trì Bình - Dung Quất tại huyện Bình Sơn là hai hạng mục nằm trong đoạn tuyến sử dụng vốn vay VKB, nút giao Dung Quất. Phần tuyến chính trong phạm vi nút giao đã thi công hoàn thành và đưa vào khai thác cùng với tuyến cao tốc từ tháng 9 năm 2018. Trong quá trình triển khai thực hiện, do công tác bàn giao mặt bằng chậm, đến cuối năm 2018, địa phương mới bàn giao đầy đủ mặt bằng phạm vi nút giao. Trong khi đó, theo yêu cầu kỹ thuật, phương án xử lý nền đất yếu bằng giếng cát và phải gia tải chờ cố kết trong thời gian 12 tháng, kết thúc thời gian gia tải vào tháng 12 năm 2019. Đó là lý do đến thời điểm kết thúc hiệp định vay vốn VKB vào ngày 29 tháng 4 năm 2019, nút giao Dung Quất chưa thể hoàn thành. Hiện Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, Bộ Giao thông Vận tải đang chỉ đạo VEC tích cực rà soát, xây dựng phương án vốn theo quy định của pháp luật để hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và chuẩn bị các thủ tục liên quan để có thể trình cấp có thẩm quyền ngay sau khi cân đối được nguồn vốn, Bộ Giao thông Vận tải thông tin. Trao đổi thêm với phóng viên về vướng mắc nguồn vốn, đại diện VEC cho biết, sau khi hiệp định vay VKB cho dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi để đầu tư xây dựng đoạn km 65 đến km 139 204, trong đó có nút giao Dung Quất đóng, VEC đã nhiều lần kiến nghị cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng nguồn thu phí các dự án của VEC thay thế cho nguồn vốn VKB để giải ngân thanh toán cũng như triển khai thi công các hạng mục còn lại. Tuy nhiên, đến nay đề xuất này chưa được chấp thuận.
chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát, cân đối các nguồn hợp pháp của doanh nghiệp để có phương án báo cáo cấp có thẩm quyền về phương án thu xếp vốn thay thế vốn vay VKB, nguồn vốn đối ứng trường hợp ngân sách nhà nước không tiếp tục bố trí. Trên cơ sở đó, VEC hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Giao thông Vận tải và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư. VEC cũng đang thực hiện hàng loạt các thủ tục khác, lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị thi công để sớm triển khai hoàn thiện các hạng mục còn lại của cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, trong đó có nút giao Dung Quất, đại diện VEC thông tin. Rà soát phương án vốn để thi công hoàn thiện nút giao Dung Quất. Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi cho hay, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Quảng Ngãi liên quan đến nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với đường chỉ Bình Dung Quất, nút giao Dung Quất. Trong đó, trong công văn, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, hiện Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, Bộ Giao thông Vận tải đang chỉ đạo VEC tích cực rà soát, xây dựng phương án vốn theo quy định của pháp luật để hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, chuẩn bị các thủ tục liên quan để có thể trình cấp có thẩm quyền ngay sau khi cân đối được nguồn vốn, với mục tiêu phấn đấu sớm hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án, trong đó có nút giao giữa đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với tuyến đường Trì Bình - Dung Quất. Liên quan đến nút giao Dung Quất thi công dang dở nhiều năm qua, công văn chỉ rõ nút giao Dung Quất là hai hạng mục nằm trong đoạn tuyến sử dụng vốn vay VKB. Phần tuyến chính trong phạm vi nút giao đã thi công hoàn thành và đưa vào khai thác cùng với tuyến cao tốc từ tháng 9 năm 2018. Đối với nút giao, trong quá trình triển khai thực hiện, do công tác bàn giao mặt bằng chậm, đến cuối năm 2018, địa phương mới bàn giao cho dự án đầy đủ mặt bằng phạm vi nút giao. Trong khi theo yêu cầu kỹ thuật thì phương án xử lý nền đất yếu bằng giếng cát và phải gia tải chờ cố kết trong thời gian 12 tháng, kết thúc thời gian gia tải vào tháng 12 năm 2019. Song thời điểm kết thúc hiệp định vay vốn VKB là vào ngày 29 tháng 4 năm 2019, dẫn đến không có vốn để tiếp tục triển khai nên nút giao Dung Quất chưa thể hoàn thành. Trước đó tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15, cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải liên quan đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã được đưa vào khai thác nhiều năm qua, song nút giao Dung Quất tại huyện Bình Sơn chưa được đầu tư kết nối, lưu thông hàng hóa, phát huy hiệu quả đầu tư khu kinh tế Dung Quất. Do đó, cử tri Quảng Ngãi đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo VEC sớm triển khai thực hiện đầu tư hoàn thành nút giao thông cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với đường Trì Bình - Dung Quất. Được biết, dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt đầu tư tại quyết định 2656 năm 2010, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới VKB, vốn vay của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA và vốn đối ứng của Việt Nam. Công trình có chiều dài 131,5 km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h. Dự án thông xe được vào khai thác từ tháng 8 năm 2017 đối với đoạn sử dụng vốn vay JICA và tháng 9 năm 2018 đối với đoạn sử dụng vốn vay VKB. Trước đó, báo Giao thông có bài Quảng Ngãi nút giao cao tốc dang dở sẽ phải đi đường vòng cả chục km, phản ánh thực trạng nút giao Dung Quất thi công dang dở ảnh hưởng đến lưu thông hàng hóa và điểm nghẽn trong thu hút đầu tư vào khu kinh tế Dung Quất. Đường sắt Thủ Thiêm Long Thành qua Đồng Nai sẽ có 12 nhà ga. Bộ Giao thông Vận tải vừa đề nghị Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị liên quan tham gia ý kiến đối với báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt Thủ Thiêm Long Thành. Nghiên cứu do liên danh đơn vị tư vấn Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải TEDI, Công ty cổ phần tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam TEDI South thành lập. Theo phương án đề xuất, đường sắt Thủ Thiêm Long Thành có chiều dài 41,83 km, trong đó đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn 11,7 km, qua Đồng Nai dài hơn 30 km. Loại hình vận tải đường sắt vận chuyển nhanh RRT, MRT được đề xuất áp dụng cho đường sắt đô thị Thủ Thiêm Long Thành. Tuyến bắt đầu từ ga Thủ Thiêm và ga cuối ở sân bay Long Thành. Tuyến đi song song bên phải đường bộ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Sau khi giao cắt với đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến rẽ phải đi song song về bên trái tuyến đường này và tiếp tục vượt sông Đồng Nai tại vị trí cách tim cầu Nhơn Trạch khoảng 62,5m về phía thượng lưu. Sau khi vượt sông Đồng Nai, tuyến vẫn bám sát đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh và đi vào giải phân cách bên trái của tuyến đường này đến khu vực giao cắt với đường tỉnh 25B, hướng tuyến rẽ trái và đi vào giải phân cách giữa của đường tỉnh 25B đến địa phận xã Long An, huyện Long Thành, hướng tuyến rẽ phải. Sau khi giao cắt với quốc lộ 51, tuyến sẽ đi ngầm cùng hành lang của tuyến đường sắt tốc độ cao vào bên trong sân bay Long Thành là điểm cuối của dự án. Trên toàn tuyến, liên danh đơn vị tư vấn đề xuất xây dựng 20 nhà ga, bao gồm 16 ga trên cao và 4 ga ngầm. Trong đó, riêng đoạn qua tỉnh Đồng Nai sẽ có 12 ga, gồm 8 ga trên cao và 4 ga ngầm. Đặc biệt, trong 8 ga đề xuất, có 7 ga ở địa bàn huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, gồm ga S9 Long Tân, xã Long Tân, ga S10 Phú Thạnh và ga S11 Tuy Hạ, xã Phú Thạnh, ga S12 Nhơn Trạch và ga S13 Phú Hội, xã Phú Hội, ga S14 Phước Thiền và ga S15 Hiệp Phước, thị trấn Hiệp Phước. Còn địa bàn huyện Long Thành sẽ có một nhà ga trên cao là ga S16 tại xã Long An.
Ngoài ra, đoạn qua Long Thành cũng sẽ có 4 ga ngầm gồm ga S17, S18 tại xã Long Phước, ga S19 Long Thành T12, xã Bình Sơn và ga S20 Long Thành T34, sân bay Long Thành, xã Bình Sơn. Liên danh đơn vị tư vấn cũng đề xuất bố trí một khu depot rộng hơn 21 hectare tại xã Cẩm Đường, huyện Long Thành.